chuyển hóa Kabuto chưa mang hình dạng của Rider mà sẽ mang hình dạng Market Form. Market Form là form cơ bản sẽ luôn xuất hiện sau khi chuyển hóa. Chỉ trừ hai Rider là Kickhopper và Bunhopper, còn lại tất cả những Rider khác đều sở hữu hình dạng này. Được tạo hình bởi một lớp giáp sắt bao phủ toàn bộ phần thân trên. Phần thân dưới của Rider có vẻ khá bình thường với tông màu đen cũng như những phần kim loại. Từ phần đầu gối trở về phần chân, những phần hoa văn trên phần thân dưới của nấy thể hiện rất giống những lớp vỏ đang xen với nhau của loài côn trùng. Phần thân trên, lớp vỏ trên hai tay, tông màu chủ đạo là màu kim loại, đen xen vào đó là màu đỏ của Kabuto Zeter ở phần tai, cũng như hai vai và một phần trên ngực của nấy. Điểm nhấn của Kabuto ở hình dạng Market Form có lẽ chỉ đến từ phần thân của nấy khá đồ sộ, cũng như gương mặt với những ống thở, biểu tượng Kabuto Zeter bên phần vai trái. Ở hình dạng này tăng cao phòng thủ một cách vô cùng vượt trội, có khả năng chịu được rất nhiều đòn tấn công cho dù đó là tấn công của hai tinh quơm ở trạng thái lock up, không nhận quá nhiều sát thương. Rõ đây là một giáp vô cùng cứng cáp và có thể chống đỡ rất nhiều đòn tấn công, nhưng mất đi của nó anh vô cùng cồng kềnh và không thể nào tấn công một cách linh hoạt được. Vũ khí của Kabuto Market Form là Kunai Gun với hai trạng thái trong tình trạng Market Form. Đầu tiên là hình dạng Gun Form cơ bản, khả năng bắn từng viên khá giống cách bắn của khẩu súng lục, cũng không bắn ở đạn laser hay gì đặc biệt. Ngoài ra nó còn khả năng tạo ra những tia laser để nhắm bắn kẻ thù. Kabuto đã tận dụng điều này để tấn công vào gương, bắt nhịp được chuyển động lock up từ những tinh worm và đánh bại hắn mà không cần chuyển qua Rider Form. Rìu sang phần thân súng, Kunai Gun trở thành một chiếc rìu. Những đòn chém rìu vô cùng uy lực, cũng phần nào tận dụng thân hình đồ sộ từ Market Form. Cả hai dạng vũ khí này anh ấy chỉ sử dụng ở Market Form mà thôi. Khi chuyển hóa vào hình dạng Rider Form, anh ấy sẽ có một vũ khí hoàn toàn mới.